Ở vòng 12 Thái Lịch, Mường Thông United gặp khó khăn khi làm khách trên sân của đương kim vô địch Buriram United. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng của thủ môn Đặng Văn Lâm đã nhập cuộc khá tốt và chơi mạch lạc. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hơn 80 phút đầu. Phút 83, cầu thủ của Buriram dứt điểm trúng vào người hậu vệ Mường Thông, khiến cho bóng chuyển hướng và bay vào lưới trước sự bất lực của Văn Lâm. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trong trận này, Xuân Trường chỉ được tung vào sân ở những phút cuối. Cựu tiền vệ của Hạnh Gia Lai suýt để lại dấu ấn khi tung ra cú sút đưa bóng tới chân của đồng đội và bay vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Thua trận này, Mường Thông vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng, chỉ có vỏn vẹn 8 điểm. Và thủ môn Đặng Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng 20 lần sau 12 trận.